Xin chào quý vị, mình Đức Hân Hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của Sao. Chuyện của Sao đến với quý vị đều là vào lúc 20 giờ 15 phút mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Và ngày hôm nay phải nói như thế nào nhỉ? Mình Đức thực sự rất là phấn khích bởi vì mình đã được gặp lại người mà cứ mỗi lần xuất hiện là có vô vàn nhiều câu chuyện hay để chia sẻ cùng với Minh Đức, cùng với quý vị, và chắc cũng là người quý vị cũng chờ hơi lâu rồi đón anh trở lại. Xin chào danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Xin chào Minh Đức. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Vâng, chúng ta đã nghe câu chào kinh điển của anh Ngọc Sơn rồi đúng không? Đầu tiên hôm nay Minh Đức muốn như thế này, làm khó anh Ngọc Sơn một tí. Có một lần ấy, Minh Đức có chia sẻ là anh Sơn có một cái điểm rất thú vị là anh có thể sáng tác một bài hát rất nhanh. Chẳng hạn như có những lần Minh Đức gọi điện cho anh là mời quay hình một bài hát, có thể một bài đã nổi tiếng của anh rồi, thì anh nói là ok, thì quay bài đó thì cũng hay, nhưng mà cho anh suy nghĩ thêm một chút. Thế là nửa tiếng sau anh gọi điện lại cho mình và nói là đã kịp sáng tác một bài mới rồi. Tức là có 30 phút thôi đã xong một bài mới rồi, và một ngày sau là anh đã gửi cho mình bản thu âm hoàn chỉnh. Một anh Sơn thân mến, ngay bây giờ anh có thể hát tặng mọi người một vài câu trong một bài hát mà có thể nó mới xuất hiện trong đầu anh từ lúc anh bắt đầu ngồi đây cho đến bây giờ. Wow, cái đó thì hơi khó mà bất ngờ thì rất là khó. Nhưng mà Ngọc Sơn sẽ hát tặng đại gia đình nha. Con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về, dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thầm mong được nhìn cha yêu cười tươi như hôm nào, dạy con học chữ hiếu, khuyên con phải biết nhường nhịn nhau. Đó là phần A đầu của bài hát Tình Phụ Tử. Thường ấy thì là khi nghệ sĩ bước qua một đến ngưỡng tuổi, cái này thì anh Sơn cách đây không lâu cũng có nói trên báo về cái ngưỡng tuổi của mình, tức là gọi là tròn 50. Không, Sơn thì nói thật với đại gia đình, anh Minh Đức nói như vậy thì cũng đúng, nhưng mà cũng có phần là chưa đúng lắm. Xin góp ý một điều rằng tấm thân nhỏ bé của đại gia đình năm nay 2019 là vừa tròn 19 tuổi. Đấy, phải 19 tuổi. Tại vì như thế này, có một cái câu người ta hay nói là vui như thế này. Nói là 50 năm thì nó cũng bình thường. Nhưng mà nói đến nửa thế kỷ thì nghe có vẻ con số rất là khủng khiếp. Và nhưng mà anh Ngọc Sơn của chúng ta thì có lẽ là nửa thế kỷ hay là 3/4 thế kỷ cũng chả là gì, bởi vì anh mãi mãi tuổi 19. Sang năm anh mới 20 thôi, năng lượng cho anh còn tràn đầy như thế cơ mà. Thì là Minh Đức nhớ lại cả một trong những cuốn băng cassette đầu tiên mà Minh Đức mua, gọi là sở hữu của riêng mình ấy, bằng cái tiền mà mình có được ấy, cũng là băng cassette. Hình như là một trong những băng đầu tiên của anh Ngọc Sơn, đó là băng Cô Hàng Xóm. Đã rất là lâu rồi, anh còn nhớ cuốn băng đấy không? Đấy, rất là lâu rồi, thằng đấy năm đã qua rồi. Và Ngọc Sơn của ngày đó đến Ngọc Sơn của ngày hôm nay, thỉnh thoảng anh nhìn lại cái quãng thời gian 30 năm đi qua đấy, anh thấy là cái gì là nó bền vững nhất trong mình, không thay đổi? Có những cái thay đổi và có những cái không thay đổi. Có lẽ là không có gì mà không thay đổi đâu, cái gì cũng sẽ thay đổi hết toàn bộ cơ thể mình. Ví dụ như Ngọc Sơn nói về tình yêu đối với đại gia đình, nó sẽ thay đổi là càng ngày nó càng mãnh liệt hơn. Giọng hát nó cũng thay đổi, là có thể trong hơn và trầm hơn, khỏe hơn. Và sự lao động cũng thay đổi luôn, lao động nhiều hơn, làm suốt ngày suốt đêm. Người ta nói càng lớn lên cả thời gian dài thì thay đổi càng có tiêu cực đi. Chúng bóng đá cũng vậy, cũng sẽ thay đổi thôi. Chân cẳng đá một hồi cũng giãn chân, giãn cẳng phải nghỉ hưu, tại vì cái sự nhanh nhẹn nó mất đi. Và chắc chắn là con người phải như vậy. Nhưng mà Ngọc Sơn thì ngược lại, trái lại. Đó là một cái điều nó hơi trái với khoa học. Tại vì anh mới 19 tuổi thôi mà. Đúng không? Sức khỏe gấp 10 lần ngày 19 ngày xưa. Anh có một cái năng lượng đó là nó gần như là vô tận. Nó giúp anh có thể làm rất là nhiều thứ. Và cái điều mà có thể nhiều người đến cái ngưỡng này người ta cũng đã lười rồi, thì anh còn chăm hơn gấp nhiều lần. Nhưng mình đã để ý một cái điều như thế này. Cứ thỉnh thoảng có những cái bài viết về anh Ngọc Sơn ở trên các báo mạng và nói về những cái thành công mà anh ấy đã có được, hay cả những câu chuyện rất là cảm động về sự có hiếu của anh Ngọc Sơn với cha mẹ mình, thì mọi người vào, fan của anh vào, mọi người nhận xét rất là nhiều, mọi người khen ngợi anh rất là nhiều. Nhưng rất nhiều trong số đó có những cái nhận xét như thế này mà: anh giỏi quá, anh hay quá, cái gì cũng làm được, bây giờ anh chỉ cần có một người vợ nữa là hoàn hảo. Đấy là người ta nghĩ như thế, đại gia đình của anh nghĩ như thế, còn anh thì sao? Thưa với đại gia đình, chuyện này là hơi khó. Minh Đức là kỳ quá, mỗi lần mà đi đâu tôi cũng sợ cái câu này nhất. Mỗi lần gặp câu này là tôi phải chấp tay. Không, cái này mình không hỏi anh là khi nào, mà mình muốn hỏi anh là bây giờ để anh nghĩ như thế nào về cái chuyện đó. Tức là mọi người cho rằng là cần phải như thế thì mới là hoàn hảo. Thế còn anh thì thế, quan niệm về chữ hoàn hảo của anh như thế nào? Nó có thật sự cần cái chuyện đấy hay không? Ngọc Sơn không dám nhận là mình là người sẽ hoàn hảo, tại vì nhân vô thập toàn, cái chữ đó là không bao giờ phản bác được. Thưa với đại gia đình, Ngọc Sơn là một người đàn ông men, chuẩn men, chính xác 100%, không có 0,1% là không chuẩn. Thích phụ nữ không? Sao không thích quá thế? Nhưng mà mình phải hy sinh thôi. Mọi việc đều có giá riêng của nó. Cái sự trả giá bằng những cái sự kiến thức bao nhiêu năm tập luyện. Hôm nay mình giao lưu bạn bè quá nhiều, mình chỉ mê người con gái quá nhiều, cũng được.
cũng tốt thôi, không sao. Nhưng sức đâu mà học, phải học lực toàn bộ dồn cho học hết. Mọi người thấy Ngọc Sơn đùa giỡn lâu lâu, phá cái này phá cái kia để xả stress thôi. Thì mình nghĩ cuộc sống mình nhàm chán ở trong căn phòng cứ tập ngồi đánh bụng, ngồi đẩy. Bây giờ bụng Ngọc Sơn rất là bé, không có gì vào được hết, còn nhỏ hơn cả ngày xưa nữa. Cơ bắp thì chắc dữ dằn hơn à. Thì nguyên quãng thời gian tập đam mê quá đam mê, thành ra coi như mình phải hy sinh. Với lại cái điều thứ hai là lương tâm, người ta có quen mình, người ta cũng chưa chồng, mình chưa vợ, có quyền đến, mình có tiền rủ nhau đi đây đó, có chuyện đến với nhau. Nhưng đôi khi nghĩ lại cha mẹ người ta là sao, đôi khi gặp nhiều hồi chứ cũng gặp nhiều cô gái cũng có quen, cũng muốn tỏ tình, cũng yêu đương thế thương hại nhà cho này kia, mình cầm tay vô mình có cảm xúc rồi mình yêu đương có nhiều đó, nhưng mà cái đem mà sự đau lòng mình suy nghĩ về cha mẹ chứ không phải đơn giản chỉ đến với nhau thôi rồi chia tay nhau, mình đau lòng lắm cả nhà. Nhưng mà anh nói như thế thì có vẻ như là anh không tin lắm và một cái hạnh phúc lứa đôi thực sự vừa mới gặp người ta cầm tay thôi mà anh đang nghĩ đến chuyện sau này lỡ xa nhau rồi người ta đau khổ, gia đình người ta đau khổ thế kia. Anh có nghĩ xa quá không? Anh có thể nghĩ đến là cái chuyện là phần mình đã là người đã sáng tác những bài về cha mẹ thì mình nghĩ đến cha mẹ người ta. Nếu mình đến với người ta không biết là người ta nghĩ gì không biết, nhưng mà sống con người có một cái đạo, cái luật và đạo đức của con người. Cho nên riêng phần mình nghĩ về chuyện đó. Cho nên mình cứ tách xa là vậy. Đấy. Cho nên là hôm nay nhất ấy, là quý vị khán giả, những người quan tâm đến cái chuyện mà ai cũng quan tâm. Và anh Ngọc Sơn cũng đã có một câu trả lời. Thực sự điều mà trước đây rất ít khi anh ấy nói ra. Thì hôm nay trong chuyện của sao anh Sơn đã chia sẻ một phần cái quan điểm của anh ấy. Có thể sẽ có nhiều người đồng ý, nhưng có thể cũng sẽ có nhiều fan cảm thấy hơi thất vọng vì họ vẫn mong thần tượng của mình có được một cái hạnh phúc trọn vẹn giống như nhiều người khác. Nhưng mà suy cho cùng thì mỗi người chúng ta có những quan điểm khác nhau về hạnh phúc, đúng không anh? Anh vừa nói là nếu yêu nhau anh cũng không có đóng cửa đâu. Không đóng cửa trái tim mình, không đóng cửa trái tim vẫn mở, nhưng mà nghĩa là Ngọc Sơn tin rằng cái duyên trời đến với nhau sẽ lấy vợ và đẻ con. Điều đó thì thực sự Ngọc Sơn cũng muốn điều đó. Còn bây giờ thì lao động Ngọc Sơn bị quá chìm đắm với đại gia đình, quá say mê. Bây giờ người có quay cuồng gì là thì... lên là cũng livestream, cũng hát về tình phụ tử, tình mẫu tử, được sáng tác từ lúc mới chơi này rồi, phải yêu đương, phải chia sẻ thời gian cho phụ nữ. Đấy. Như hôm nay anh Sơn đã mở đầu bằng bài tình phụ tử rồi. Chúng ta cũng biết anh có bài tình mẫu tử, rồi bài đạo làm con, rồi bài tình cha, rồi bài lòng mẹ, đều là những bài bây giờ nó rất là nổi tiếng, nằm lòng của khán giả rồi, thì cũng hiểu là cái tình cảm của anh nó sâu nặng như thế nào dành cho gia đình. Và biết đâu thì đến một lúc ở đấy, có thể là chúng ta cũng mong là anh Sơn sẽ có những người con, và chính những người con của anh sẽ hát bài tình cha, hát bài lòng mẹ, hát về chính anh. Biết đâu lúc đó thì mọi người sẽ còn vui cho anh hơn rất là nhiều. Câu chuyện có lẽ còn rất là thú vị, nhưng chắc là phải hẹn quý vị vào thêm một dịp khác nữa để anh Sơn quay trở lại đây để chia sẻ nhiều hơn nữa những tâm niệm của anh về cuộc sống, về cuộc đời, về tình yêu. Xin cảm ơn anh Ngọc Sơn rất nhiều đã trở lại với chuyện của sao. Và đúng như là mình đã nói đấy, không lần nào có anh Sơn mà chuyện không nở như bắp rang cả. Xin chúc anh có thêm một năm 2019 ở tuổi 19 lúc nào cũng sung sức, tràn đầy năng lượng như anh đã thể hiện ngày hôm nay. Tấm thân nhỏ bé xin cảm ơn đại gia đình, khán giả của chuyện của sao. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Ngọc Sơn nói về tâm tư một phần thôi nghe, còn 1000 phần nữa cách sau nói không có hết được. Điều mong ước của Ngọc Sơn là Ngọc Sơn thể hiện tất cả những cái năng lực của mình vào trong đó, những cái tâm tư như passion, nguyện vọng ấp ủ của Ngọc Sơn không phải ở thị trường Việt Nam và những nhạc trữ tình, mà cho khán giả Việt Nam và toàn thế giới. Thì hy vọng là anh Sơn sẽ sớm đạt được những cái mong muốn của mình và cũng sẽ sớm trở lại với chuyện của sao để khoe những gì mà anh đã làm được như ngày hôm nay anh đã hứa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của Minh Đức với danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Chuyện của sao với câu chuyện nữ ca sĩ Đoan Trang. Không chỉ là những chia sẻ chân tình về quãng thời gian ở ẩn, rời xa sân khấu, mà còn là những trăn trở của một nghệ sĩ yêu nghề trước những thay đổi không thể cưỡng lại của sân khấu ca nhạc. Cùng với đó là những câu chuyện chân thật về một Đoan Trang, người phụ nữ của gia đình. Em đã tìm thấy được cái từ cân bằng. Mình nhận ra là vậy thì khi người ta sống, người ta đi tìm cái gì? Người ta nói người ta đi tìm hạnh phúc, nhưng mà người ta có thực sự hiểu hạnh phúc là cái gì không? Đón xem chuyện của sao và cùng gặp gỡ thỏi sô-cô-la.